Thì 3,5 phân, 3,5 phân nãy như là 5 ký. 5 ký là chắc 5 mét quá. Trời. Này chắc 5. Này chắc 5 mét thì tới tới nóc rồi. Có đang dương dương cho này một cái nè. Chị Nhi. Chị tại nó dướng túi thôi cho nên không có cánh lưới. Chị Nhi nó mới ấy. Nó như hẹp nè. Ờ chị Nhi. 5m3. 5m3 là không tính túi á. Nè 5m3, 5m3, 5m4, 5m3 chưa tính túi á. 5m3. Ờ 5m3. Chị này chị Nhi nha. Còn cái cây thẩm 33 4 kg mà 3 4 kg 3 kg 8 nhưng mà 5 m thôi là chị ba. Ờ có này chị Nhi. Nhỏ nó xuống nước chậm hơn. Ờ. Còn chị nhất đây xuống nước lẹ hơn, tầm cá nó hay hơn. Nè cái này cước 30 nha. À 30. 5 kg nhưng mà nãy buông được 5m3. Chưa tính túi á. 5m3 là chưa túi nha. Túi không hết mấy tấc. Túi 4 tấc rưỡi thôi. Ừ. Dài 2m7 á. Dài 2m7 chưa có túi á. Gió này là chạy xuống tốc độ lẹ lắm, cái ngựa đó ok luôn. Gió này chị Nhì, chị Nhì nó hơi nhỏ hẹp hơn kia chút. Chị thì tính ra là chị nặng cho cái bắt cá nó hay hơn hay chị nhẹ đó. Ừ. Mấy anh là biết chài là người ta phái chị nặng thôi chứ còn mấy anh không biết không có mấy gì rành thì người ta phái chạy lớn thôi chứ thật ra bắt cá nó thu chài nhỏ đó. 6 ký 2 lận. 6 ký 2 hả? Đẹp nhưng mà cái ngặt cái chị Nhì nè. Không, phẩm nó đập chị ba. Dạ. 5m7. 5 phần 5m7. 6 ký 2. Chị Nhì. Cây này đây đo dài nữa chú. Cây nó hẳn cũng như cá 6 ký 1. 3m3. Tôi chắc 6 tấc quá. Cứ 5 tấc rưỡi. Cây đó tầm 6 ký. Sắt cây nằm 1,7 triệu á. 1,6 triệu mấy á, 1,7 triệu gì á. 6 ký 2. À 5 ký thì 1,3 triệu 50. 5 ký 1,3 triệu 50. Với 1 ký 2 là 1,5 triệu, 1,6 triệu mấy á. Bốn phần. Cây này 7 ký lỗ 4 phần. Xích từ đó đây rồi chú. Tấm cái đầu miếng rồi lâm lỡ miếng rồi. Banh ra quá được không kỳ quá. Tầm 7 m, 6,8, 6,8, 9.
sâu lắm à. Đo cái ở đây chị dạy cho đây. Này năm lỡ rồi, lỡ đầu miếng. Ba mươi chín. Túi sâu và dưới bờ nó hơi nặng. Cái túi 40 mà làm túi sâu. Ra lâu thì mẹ phốt một cái. Cái này ở trên cước 30 nha, ở dưới cào thái 5 phân. Đầu 6 5 phân 6,5 kg. Rồi, đây nè. Bụng rồi tới chớp luôn á. À, 6,4, 6,3, 6,4 đo nhấp dài không? Nhấp dài cái xuống rồi. Đây. Chân cào 5 phân. Ba mét tám, sáu mét ba, sáu mét bốn, thì chú rải rải lên cái nữa coi, cái ta, rồi rồi được chứ. Tôi với 5 tấc hả? 5 tấc rưỡi kia là 5 tấc. Năm tấc rồi. Ra tải rộng lắm rồi. Rồi thẳng chớp rồi trời, thẳng chớp rồi. Tới đây 7 mét tới đây rồi rồi. Rồi 7 mét tới đây. Rồi rồi rồi. Phao 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 để lại đo cái đo thêm khúc nữa coi. Nhanh nhanh cái này vô đi. Cái này 7 kg 5 phân. Nhanh nhanh có giò không? Ừ. Ừ 8 mét. 8 mét rồi. Cái gì chú? Thôi đo cái chài này xong đi rút rút vô cái thước rồi sau nó hết vô rồi. Cái thước hôm nay sẽ rút hết vô rồi. Cây này 7 kg hả Quy? Nó 7 kg đúng không Quy? Rồi để đo cái chiều dài nữa. Cái túi 5 tấc rưỡi. Rồi đó chị dài cái chú nghĩ ra đi. Dài 4,3 4,4. Rồi lấy cây chài kia luôn đi.
Rồi cây này 5 phân nha, nguyên cây cước 40. Đây, cái cây này bung tới chớp cây làm, với mấy cây này đẹp quá trời nè. Cái cây này bao rau đẹp luôn á. Gị chạy ra, gị chạy ra, quay đứng quay, gị ra quay. Rồi này 4 phân 5,5 kg không? 5,5 kg. Rồi chứ. Nhớ cái đầu tí xíu rồi. Xíu cái đầu. Hôm qua con bán đường cây chân nôm ta mua rồi đó. Bán rồi. Nó mua rồi. Ở Tân Châu thôi á. Nay chạy này con máy à. Lại chú mẹ chú ơi. Lá chen không có kem của chú mẹ đâu. Đó này 5,4 ta. 5,5 kg. 5,5 kg. Ừ. Chạy chân nôm lỡ thì ta máy rồi đó. Cái mấy cái con chạy mới chạy qua đấy đi đường này hả? Nó đi làm công ty là có á. Thằng này ghé đây nó mua luôn. Nó dòng trên mạng nó thấy mình đây nè. Dữ thằng nó quá đếm điện con lắm rồi ta. Rồi ấy chứ. Rồi đó nó có mua đen cây rồi. Nó mua cây 3 phân rồi, nó nói chú ba con chạy. Đâu đâu cái chiều dài nó cái. Chạy chú ba 3 phân kìa rồi đó, con chạy nó linh. Thảo quá chị, con mua mấy tay lưới gần quá trời. Dài 3,5 m. Cái này kia lá chân chậm nước quá. Đúng rồi, con chạy Tân Châu xấu xíu mình là nước chân nôm lợi chạy là ok rồi. Hai chồng đi cái chạy lên cứ 40 đây, thôi chạy biết chừng nào mới hư. Ừ. Chạy kia còn mà điều cho nó rồi. Chạy đặt nó mua đây. Đặt nó mua cái chạy kia 3 phân. Cái linh. Rồi cây này chắc chịu rồi đó. Rồi cây này. Cây này 3 phân 5 kg nha. Độ tư dù. Đây rồi chú. Cái này rộng nè. Không đủ có gì không đủ sức chạy không đủ sức để nó trải hả nhỏ không đủ sức nhẹ quá này được 48 48 đo dài nó được mấy mét luôn. Dài 3 m. Cỡ này 7,7 kg mà 4 phân. Cước 40. Cái này chắc chứ làm cây này nôm lỡ. Dưới chớp. Thì cho nó thun vậy là vừa. Vậy cái chớp lên chú, cái chớp vậy nên có lỡ tí xíu. Nó hay lỡ tí xíu vô đó. Mà nó mấy xíu. Sẽ cái tùy tăng ca lắm. Chỉ tầm 6,4, 6,3, 6,4. Rồi nó lỡ tí xíu, lỡ đầu xíu á. Chạy lên luôn. Ừ. Chế đo chiều dài cái chú gặp cái đầu.
có mấy chân dương thì em đây. Dài thì dài lắm à, dài nôm lỡ nên nó dài. Ừ, dài tới 4 mét luôn á, 4 mét luôn á, mà nôm do nôm lỡ nó dài lắm. Nôm lỡ nên nó hơi dài nha. Ừ. Ừ. Chắp chạy đó.